cái này nhà có điều kiện này, cũng tầm 20 triệu mua ngay. Để em quay em lấy hình ảnh nữa. Nhưng này phải mình mà có mà xây nhà đẹp rồi 20 triệu mua luôn. Cây này cho nên nó dáng kiểu là nếu mà nó định nghĩa nhiều dáng á. Dáng em nhìn thấy như kiểu con gì nó đang cõng con nó ấy. Dáng con hổ rồi dáng cõng con. Xong 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 sang được rồi nó gần như là 2 cây. Thank you.